Rồi, mến chào các bạn, đây là Nông Cơ Hưng Thịnh. Bữa nay mới lên logo mới đẹp quá. Dạ. Thôi đầu năm thì Hưng Thịnh cũng chúc Tết cho bà con tí xíu đi. Dạ. Anh em mua máy móc rồi đi. Dạ. Đầu năm chúc anh em sức khỏe dồi dào nha. Xe làm ăn ngon thuận buồm xuôi gió. Chúc cho những anh em đã từng mua xe của mình đó. Chúc anh em mua xe của mình làm ăn ngày càng phát đạt hơn. Đã từng mua xe của mình rồi. Rồi. Thì ở đây mình cũng chúc tất cả các bạn nào đã từng xem kênh YouTube của mình là được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý ha. Rồi bữa nay đầu năm mình có giới thiệu những cái xe gì mới hay không? Sao thấy nó trống quệt, trống quắt vậy? Không, từ mới xuất kho lại anh đi xin nó lại. Vậy hả? Ồ. Mới quay từ anh giờ. Mà nhưng mà mình ở đây sao mình không có báo giá đồ cho bà con đồ họ biết ha? Giá nó có giá hết rồi. Giá thị trường hả? Báo tới báo lùi mất công hả? Chứ vậy em nó mất của anh em đâu mua đúng không? Rẻ có mua không? Rẻ không có rồi đúng không? Cửa coi như bán giá vừa phải đúng không? Không. Thì ở đây thì các bạn thấy cửa hàng Hưng Thịnh thì địa chỉ là quốc lộ 1A phường Suối Tre Long Khánh Đồng Nai. Thì số điện thoại là của Sang á là 0961 796 801. Còn số điện thoại của bạn Hải đây là 0907 546 156. Thì nói chung giá cả thì nó có thị trường rồi, bán mắc thì không có người mua, mà bán rẻ quá thì không ai bán, mà bán vừa vừa thì bán có đồng lời bán đúng không? Nói chung là quan trọng là cái xe máy nó chất lượng, hàng nó nguyên bản rồi đúng không? Ở lời nó không có cái gì mà nó ngon mà nó rẻ so mày hết á. Rồi. Ok. Rồi như vậy thì cái con này mình cái nó còn rin không? Luôn anh, 3.000 anh nhớ cabo này sơn lại để mày. Dạ, đúng rồi, cabo này cũng sơn lại từ cabo này kỹ á. Vậy hả? Có lên đèn nè. Dạ. Đèn mới hay đèn rin của đèn nó? Mới luôn anh. Đèn mới đèn luôn hả? Có cái này cũ nè. Đó, thì về cái bộ phận máy á thì mình thấy máy thì nước sơn rin nó nè. Dạ. Ốc này mình thấy chưa bung này, dở cabo lên giùm tí. Đúng rồi. Cái này lắc cái là nổi liền luôn. Bình phải không? Có bình sẵn luôn à? Vậy hả? Có bình sẵn luôn. Thôi để mình xem thử xem ha, cái tình hình nó như thế nào ha. Thì nói chung đây máy móc thì mình thấy chưa bung nè, mấy con buri xong đồ này nọ là anh thấy mấy đầu ốc chưa có dấu hiệu mở nè ha. Rồi nghiêm chỉnh ha, rồi nổ coi. Ồ, máy thì bộ hơi rất là ngon, nồi đồng cối đá mà bộ hơi gõ nghe đã, xuống lỗ tai. Ba ngàn thấy lắc là máy nó cứng nguyên bản. Là 30 mã lực. Dạ, đúng rồi. Con này chạy 3.000 giờ rồi. Dạ. Sao mình không tua đồng hồ lại cho nó ít ít giờ? Hả? Quay trọng tua tự và anh em biết cái tiệm mình đợi không? Mình lấy tự thôi. Nhìn cái máy là biết nó cỡ nào rồi đúng không? Tưởng đâu tua đồng hồ lại cho nó chạy nó ít ít giờ đi. Vậy hả? Rồi. Con này là ZRL 3.000. Cảm ơn rất nhiều. Rồi. Xin hứa sẽ có ngày hậu tạ. Rồi. Rồi. Xong. 3.500 cầu anh. 3.500. Một cầu. Dạ. Con này mình cũng biết giá luôn hả? Biết nhưng mà không báo đúng không? Nó giá nó quanh quẩn từ 80 đô lại. Hả? Em coi giá con này nghe giật mình luôn nè. Nhiều. Con này nè. 88 triệu. 88 triệu có vàng cày không? Không, xin không nha. 88 triệu sao giật? Giật mình là giật mình mắc hay giật mình rẻ? Giật mình quá rẻ. Phải không? Vậy hả? Đầu sông. Con này thông thường người ta bán khoảng 105 triệu. Đúng rồi, em đi chính xác luôn. 88 triệu. 105 mà mình bán 88 triệu thôi. Cam kết bán vậy đó, 88 triệu. Máy móc rin, bao rin. Đó, đúng. Chỉ có dàn lông hơi xấu tốt lại đúng không? Đúng rồi. Con này dở máy lên thử coi. 3.000 rưỡi. Con cho anh em giúp mình vậy đúng không? Mấy dòng này nồi đồng cối đá nè, bền lắm nè. Đúng rồi, đầy đầu rồi anh. Có điều nước sơn nó bung. Mình để đi mà, chứ nó đánh ra dạng này mình thì nó mất lô, nó lô rồi đúng không? Em nhìn em để đi hết toàn bộ luôn rồi. Máy này chưa tháo chưa gì hết ha. Ô ốc biết rồi à. Chưa đụng sơn luôn ha. Con này Kubota ZL 3.500 là 35 mã lực. Một cầu.
dòng ZL nồi đồng cối đá nói chung với đời nào ta? Nói chung với đời nào anh thì chẳng á. Hả? Mấy nồi đồng cối đá nó là của ta đặc biệt, nó đùi hẳn nó không có treo gì, thấy không? Cái đời nồi đồng cối đá cái đùi chỗ tổ bố ha. Thấy cái đời lấy màu ông nó hay treo lên. Hẳn là kéo rất là liền. Xa cái đời này lắm. Như con Hino này mấy đại gia một thời là lúc mà bất động sản lên á là không có mà bán á, mà bữa nay có để đây không bán. Ngồi đây chở lúc mà cái chơi vậy hả? Đi xe hơi vậy ha. Xe hơi nó cũng cày xới bình thường như 278 triệu hả? Đâu vậy không? Hả? Này có 70 triệu à? À vậy hả? À, cái này xe hơi không? Này cái này nó khoảng bao nhiêu mã lực? Em nói chung là nó nằm ôm này nó con này chạy mới 630 giờ ha. Còn sáng choang. Không đậy lại cho nó bạc đồng hồ đi hết uổng. Rồi cái nắp này nó nằm trên cái kèn nè. Đó. Em chứ em chưa dọn mà. À chưa dọn luôn hả? Ở đây nó còn cái yên nè cho người ngồi nè. Đúng rồi. À. Con này thì rẻ nè, mấy chục à, mấy xăng nè. Thôi giờ vô xe lớn đi ha. À vô xe lớn đi. Vậy bé bây giờ rồi. Con bé. Ừ. Có con B 1600 đẹp quá ha. Ha. Có cô ta B 1600 đẹp quá ha. Mấy? 42 triệu. 42 triệu. À. 16 mã lực biết giá luôn hả? 42 triệu. Mà người ta tới người ta mua có bán đúng giá này không? Giá 42 triệu. Rồi có đuôi sói không? Không đuôi nha. À không đuôi sói. Ừ, 16 luôn mà. À. 16. Ồ, bô này nước sơn rin luôn ha. Ô mà bét đồ không đụng luôn ha. À, không xả gió luôn ha. Mang về để vậy là nổ luôn. Đúng rồi, lắc là đâu, lắc thôi nổ không? Nổ chứ. Đâu lắc đâu, nổ đâu. Rất mạnh thôi. Thôi rất mạnh. Cái con này hồi nãy biết đề tại sao nó chậm nổ không? Bị ngợp xe bãi về đúng không? Dạ đúng rồi. Nó về mà nó bị nhớt nhau rồi dầu rồi mình đưa ga lên lớn quá nó ngợp luôn. Đúng rồi. Ừ. Bình xin luôn ta. Xin luôn á, bãi mới về mà. Trời ơi, bình dạ, đã ghê rồi. Chưa? Dạ. Bình đã ghê. Bình này xe tặng cho cái bình đó. Bình này bỏ xe hơi ngon. Bình khô á. Ừ. Đẹp ha. À. Đổi đi. Dạ. Đổi bỏ xe hơi nhà mình đi. Hả? Cho nó bự lên ha. Ừ. Intet National. National. À gầu súc. 685. 685. Rồi xe anh em coi. Có bình đây luôn. Có bình luôn để mình nổ. Ấy sao mà để bình đây để nó hư làm sao? Hả? Bình cái đệm á, sao đâu? Phải không? Vậy hả? Phải đầu tư chứ. À. Đầu tư bình không tốn tiền quá. Bỏ gút ra rồi luôn đẹp ha. Không đều kìa. À. Hai cái đùi của nó tích bự không? Nó giáp mí luôn ha. Ừ. Đúng không? Đó. Nó bự. Đùi này chạy dễ gì mà gãy được ha. Cái này cho để lúc nào là sắt nó đặt mình nhiều đó phải không? À. Chắc lượng. Nó làm như nước nó khai thác quặng mỏ nhiều sao dư sắt sao? Đây Xenon 1500 nè. Một cộng ở Giang Ma. Ở đây con Intec nè. 465. Đầy đủ. Ba cái ấy luôn. Cái con này hình như nó hệ lắm hay sao mà dán tem đồ lên dữ vậy? Ừ, dán người ta biết anh. Hả? Dán người cáo. À vậy hả? Đó, vỏ bánh luôn, đẹp lớp hả? Ừ. Xe này bên đó chắc nó làm xe đua sao? Ha. Có trợ lực nha anh. Trợ lực á. Tay lái trợ lực hả? Tay lái trợ lực. Ừ. Chỉ có mấy chục loại à. Ờ.
mấy chục triệu thế chứ gì? Đúng rồi, đúng rồi. Tính là xó xiu. Cái này bộ có bình luôn hả? Chưa có bình á. À vậy hả? Mấy chục triệu thôi. À, mày xó tính là xó xiu ra mà 4.000 một đầu là rẻ hơn nhiều. À. Có trợ lực. Đúng rồi. Mà nó là hình như là thằng này cơ mà. Đúng rồi. Thằng này nó có đời nhớt đời cơ mà đời này cơ mà. Rồi Xenon 2040. Zonde. À sorry, Zonde. Zonde 2040. Zonde là con nai á. Con nai đó. À. Đây. Nhanh như nai. Có niêm yết giá luôn hả ta? Không này cái tem thôi. Đó niêm yết giá kìa. Rồi. Quá đẹp ha, nước sơn riêng luôn hả? À. Riêng từ A tới Z luôn. Cái này là 6340 Sibora. À, cái con này hồi đó mình nói nó nhiêu mã lực quên rồi ta? 70 mã. 2040 mà 70 mã. Mình lấy 4 cộng 2 là 6. Ra đâu 10 mã nữa. Con này 63 mã nè. Rồi. Suzuki 1510. 1510 mấy con này là mấy con này đi rừng đi núi rồi ngon à, mình bán về có bảo hành bảo hết gì không? Để nó rồi em cứ bao là cùi dẻ rồi là nguyên bản hết, không có lai liếc vậy đâu. À. Máy móc đồ bảo hành đồ hết hả? À? Chạy bao hả? À? Ồ có gầu xúc luôn à. Bây giờ ta không mua gầu xúc này có bán không? Ra. Mới ra hả? Mới ra rồi, chưa yên em. À. Xíu quá dữ ha. Mày nó cái luôn không? Hả? Nó 8.010. 8.010 luôn. Chưa dán tem. Ủa con này mình lên mới hết hả? Dọ, mới mà thay vỏ luôn. Khuôn dọn luôn hả? À. Nó thì cơ hết ha. Cơ. Mấy chợ nghiêng đồ cơ hết ha. Tự gì về nó. Nè. Đó. Mâm đồ mình lên luôn. Chân mới hết luôn. À. Nếu như xịt thùng rồi đó. À. Giờ dán bộ tem vô nữa. Dán bộ tem vô. Là nó bao nhiêu ngựa? 80 mã lực. 8.000 Nó là Isaki 8. Đúng rồi, đúng rồi. 8010 hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi đi. Hơi đét xà bét ha. Bao che hả? Đẹp, rồi 8340 à, chân dài không đi. À. Nó ghê, nó đẹp, đi đẹp cỡ này mà không đi. Ừ. Chân dài luôn. Ừ, như bật bội ấy. Không. Vỏ viết đồ bao rin luôn ha. Không, ừ. Cabin luôn. Hồi trước nó bắt quả tạ đây nè. Để tháo quả tạ ra nè. Xong lụm ra dục đi. Nó rớt nắng đây đó. À. Đó. Rồi, lâu lắm xa rồi nó không chịu đi hả? Rồi. 6.300 một cầu. Thế mà những cái xe mà mình tút lên á. Dạ. Rồi người ta thấy người ta có mua, người ta có cảm giác người ta sợ sợt gì không? Không có sợ, nó lò mà em ba người ta là cứ cùi nguyên bản về, xàm cứ đúng ra mình không lo là chữ xe không gì đúng không? Thì thôi. À, kỳ trước á là có thằng kia nó nói Hưng Thịnh là bán xe uy tín lắm. Dạ. Nó kêu chiếc xe nó mua xa mà bị hư rồi kêu cứ việc chở vô đây. Dạ. Chở vô đây là coi như là cái chiếc của nó là kỳ đó tiền xe mình chịu luôn. Dạ. Ừ. Đổi xe mới luôn. Dạ, anh em mình không ừ. Chạy nhau tới đi đâu. Ờ. Dạ. Ừ, chịu chơi dữ rồi chứ. Tại mình bán uy tín rồi anh cái gì. Bán tại vì bán còn lâu dài đúng không? Dạ. Chứ đâu phải bán chiếc xe ăn xong rồi nghỉ luôn hả? Đúng rồi. Đúng, đúng không? Đúng rồi. Con này là con mấy ngàn? 6.300 hả? SE là đời này là đời SE là đời cao đúng không? Chỉ có một cầu hai cầu anh. À. Có một cầu hả? À. Thì nó có 40 là hai cầu. À. 6300 là một cầu mà 6340 là hai cầu rồi đời tục bô thì sao? Tục bô là 7340 nó sẽ tục bô ở đây. À. Cái tục bô. À, là 7-30 là có chục bô. Ồ, mà nó cũng cỡ công cỡ nồng nít đồ như vậy. Mà nó chỉ có thêm chục bô vô là nó giảm được cái lượng dầu đi đúng không? Nó lợi dầu đi. M6970 này, dòng này người ta nghe nói hiếm lắm nè.
đó. À. 69 mã lực. À. 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 Sai. 4.000 mốt một cầu. Cái này nó chắc cỡ mấy chục triệu đó ta. Đó, con này hả? Hả? À. Con này giờ là dính mấy triệu gần trăm. Dữ vậy hả? Dạ. Nó 41 luôn hả? 41 mã lực hả? À, nó lực, nó bị lực. À, ta lấy trợ lực luôn. À. Mà nó một cầu mà chín mấy triệu dữ vậy? Đúng rồi, cái siêu ra một cầu gì trăm mấy nè, thấy không? À, vậy hả? Ừ. Này nó là... à, này nó quá biết rồi. 6610. Hai cầu. Con này trăm mấy hả? À? Đúng rồi. À, hơn 100. Kho. Mà cái này thì nó là nó xài số sao ta, số cơ hay số số cơ hết à, chứ không phải số thủy à. À. À, không cabin. Có máy lạnh không? Không cabin mình chịu gió không máy lạnh. Hả? Đi là gió thổi vô là đi lên Đà Lạt là có máy lạnh đúng không? Ở đây là không có máy lạnh. Buổi tối có máy lạnh. Hả? Buổi trưa mà làm tối có máy lạnh. À. Tối xuống đi xuống tầng lòng có lạnh. 6370. Ơi 8340. À 8340, 83 mã lực á hả? Đúng rồi. Rồi ở đây là ICT 8000 hai cao. Mình đây xài toàn sự độ lớn nhiều ta. Nghe người ta đồn bán chiếc xe lớn cũng lời như chiếc xe nhỏ mà. Ấy cũng lời giống như chiếc xe nhỏ mà cái vốn nó bỏ ra nhiều. Đúng rồi, đúng họ rồi. Nói vậy. 8011 là mã số đấu giá đúng không? Dạ đúng rồi. 8340 là số xe kìa, có tem dán đấu giá kìa. Mua về nguyên bản để vậy luôn hả? Dạ chính xác. Không tốt tẹo vậy luôn. Dạ. Ờ. Bởi vì khi bật nó đẹp ha? Đi, khi bật nó đẹp nó chẳng. Hay là đẹp giá cao. Mình không có bán có giá cao không? Hợp lý, không có cao. À, cũng bình thường hả? Bình thường. Có lời bán hả? Đúng rồi. À, ICK 8000 này hai cầu nè. Hai cầu. À. Bây giờ mấy xe lớn này họ còn xài nhiều không? Còn hết con chứ xong thư đó. Đi làm thuê đúng không? Đúng. Nhưng mà trong năm này họ sẽ mua xe lớn rất nhiều. Bởi vì xe nhỏ là họ sẽ bán lại nhiều lắm. Tại vì nông dân đất rồi bất động sản nó xuống đó. Mấy xe người ta mua về rồi người ta thấy mướn công nhân đồ làm đồ nó cực quá thôi đi thuê cày cho nó nhanh. Họ mua xe này Intel 676 một cầu. Cái dòng này thấy người ta xài nó cũng nhiều ha, nó rẻ 8000 nữa. Đây con 8000 một cầu, nước sân rin luôn nè, vỏ viết đồ rin luôn ha, bộ sáng. À. Toyota Thái. Cái này mình sơn lại chứ hay là rin của nó? Sơn lại. Ủa sao lại phải sơn lại? Nó xuống xấu lỗ. À, kỳ trước hình mình thấy đâu có sơn đâu, mang về đâu sơn đâu mà à. Sao sơn lại vậy? Kỳ trước nó không đẹp lắm mà. Nhưng mà nó hơi lỗ xấu làm luôn. Hả? Cái xấu á. À vậy hả? Thái mà sao lại xấu kỳ ha? Máy móc đồ thì anh thấy con này cũng đụng rồi đó. Cái trước nó còn ấy, nó còn nước sơn rin của nó mà sao tự nhiên nay sơn lên bóng bóng lên. Nhìn giống BD quá. À, đây con Kho 5006 nè. 56 này là nó 150 mã lực không? Dạ. Đâu có anh, con nó là có 6 mã à. Sao kỳ vậy? Dạ. 5610 mà. Nó nhỏ số 610 mà. Thấy không? 5610. Ủa cái số 10 đó rồi cái xe nó chào bá đó mà sao mà hả? À. 4 máy luôn. Dạ dạ. Rồi. Ô in tẹt này còn nhiều ta. Tám tư này 60 không? Dạ. 60 triệu không? Cỡ đó. Hả? À. Cỡ đó. À. Lốc đồ rin hết đó chứ. À. Ờ. Máy móc đồ rin hết ha. Đánh đồn tốt quá ha. Rồi đây con Kho 3000. Kho này Kho Mỹ hay Kho Sibora? Mỹ anh. À Mỹ luôn hả?
Mỹ nhìn vậy biết anh quay hộp số nhìn biết liền chưa? À, của Mỹ là Mỹ thấy không? Nếu mà 3000 thì nó hơn 30 mã lực. Đúng rồi, hơn ha. Đúng rồi. Của con Pho này là hơn. Rồi, Pho 4003 nè, hình như Pho Pho Mỹ, Pho này là Pho Nhật nè. Không, Mỹ hết luôn anh. Tay lái trợ lực hả? À. Anh nhìn Mỹ dễ biết lắm đó, nhìn cái đích nó với cái hộp số nó càng thấy chưa? Mỹ biết liền thấy chưa? À, nó khác hả? Hai con số rồi thấy chưa? À. À, Mỹ là hai con số. À, Mỹ là biết liền à. Có Pho Việt Nam không? Có cái Pho Ranger đó. Ranger mày sản xuất tại Việt Nam, thị trường Việt Nam luôn. À vậy hả? Chiếc xe cái 600 triệu không? 06789 á. Đúng rồi. Để coi thử tí nha. Lỡ lỡ rồi. Lỡ rồi. Hả? À, không quay. Con này là con Citra hả? Satria. Satria. Cái này có bán không? Có đó, nghe em chưa nó bán anh. Còn con này là 300 phân khối nè. 300 ly cũng à. NH 300 ly nè. Mà bốc chuẩn biển số đẹp quá. Biển số này bốc ngẫu nhiên hay là bốc mua phải đó, hả? Mua đó. À, mua đấu giá đúng không? Đúng rồi. Biển số đó mình mua 500 triệu không? Hả? Bí mật. Ha, bí mật khi nào điện bật mí vô. 300 à. À vậy. Bí mật điện bật mí. 8300 nè. Ấy còn con Zonda này sao mà để lâu dữ vậy? Hả? À, Zonda này nè. Con này nước sơn rin hết luôn nha. Để dựng quá cho thợ tháo lăn tháo đầu luôn thấy không? Sao vậy? Buồn quá không đi tháo chơi vậy. Hay là tháo bô luôn. Chưa tháo bô. Bô kìa. Ờ, đúng rồi, chưa chụp vô bữa ta coi á. Lấy về rồi chưa dọn thì có xào xào không? Nước sơn rin hết luôn ha. Lấy về chưa dọn bị đặt. Nhắc đi anh quay này quay luôn, nó dài quá. Nhắc đi. Ừ. Ô, bữa nay sao quên tẹt nhiều dữ ta? Hả? À. Hả? Giá nó rẻ. Nó rẻ không? Con heo tròn này tới mấy mấy đây? 2, 4, 6 mấy luôn hả? Lực lắm. Lực. Thứ này thấy hay kéo mấy đào với kéo mấy vàng mà làm keo làm đồ đó. Đúng rồi, nó đó. À. Mấy cái vàng máy mà để người ta bào keo rồi ta kéo gỗ đó. Đúng rồi. Ờ, Untet National, xe cuốc. Rồi đây con 8000. Rồi, bình để đây bán hả? Nghe em nó bán. À, mà sao tháo ra hết vậy? Ủa, nó sẹt cái mà, nó sẽ để ra, bán nó đi ăn luôn. À, vậy hả? 4001. Hai cầu. Đâu? Hai cầu mà sao bánh tròn? Bánh ra bánh cầu của nó, đi đường trường anh. À. Ít gắn kia, bánh kia, mình gắn bánh kia. À, gai bánh cầu hết luôn. À, à đúng rồi. Cái này của Mỹ hay của Nhật? Mỹ á. À, của Mỹ một số nó khác. Tay lái sao có T-Ben vậy ta? Chờ lật. Đi chờ lật anh. À. À, hai cầu và hai số này là của Mỹ. À, cầu cha bá lửa ha. Xài bánh gai bánh cầu hả? Gai bánh cầu, nó gọi là gai bánh cầu, đi nó sốc không. Giống gai mít quá. Ở con này sao không có gì hết vậy? Đó, 2 lưới 8 ngàn nè. Gắn vô. Hả? 8 ngàn. Sao không gắn vô? Em đang sơn dưới á, 2 lưới không về nó bị xét quá. À vậy hả? Con này sơn rồi đúng không? Thường thường sao mấy con này cái hãng mà Intec National này nước sơn nó xấu nha. Đúng rồi. Thấy con nào nó về nó cũng bị xét hết kỳ đó. Đúng rồi, một cầu nó bị hai cầu. Hả? Rổ quá chịu. À, tùy. Nhiều con về đẹp, nhiều con là vậy. À vậy hả? Nhưng mà máy móc thì ngon. Ok. À. Máy móc thì bao che. Dạ. Ủa sao mình gài côn lại? Để dính bố anh. Để lâu thì dính bố anh. À, để lâu dính bố anh phải gài côn lại. À vậy hả? Ô con cũng có sáng kiến đó chứ, mà thằng nào chỉ vậy? Mình tự biết chứ. Ô này tay lái trợ lực full thủy lực luôn ta. À. Ô đây còn chiếc Suzuki Rider nữa nè. À vậy hả? Rồi bạn nào có nhu cầu thì cứ alo với anh chủ ha. Rồi mến chào các bạn.